thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và kế hoạch hoạt động của đơn vị đấy. Thế em có muốn đi cùng anh chị để xem anh chị thi câu nào? Cho em đi thi với. Chúng ta cùng đi thi nào? Được, chúng tôi đại diện cho khoa xã hội đến dự được như hôm nay gồm có 7 thành viên: tôi anh Tuấn, thứ hai Lò Yến, thứ ba Lý Lợi, thứ bốn Phạm Phương, thứ năm Thu Hà, thứ sáu Cao Thảo và thứ bảy Hoàng Ngọc. Đây, đứa nào cố chăm gì cả thế? Đây. Con gái phố ông tự dưng sở chứng, đầu óc tin tưởng khắn náo đi đi, đứa buồn đi đi vướng ra thế giới. Có ai chỉ mới học qua gì đây? Con đi vô.
Thank you.